học viện mà đào tạo ra thằng tù nhiều nhất là học viện cảnh sát nhân dân đào tạo ra nhiều nhất là học viện chính trị học viện hành chính quốc gia hồ chí minh trường đảng từng bộ trưởng đổ xuống từng bộ trưởng bộ y tế cho đến mẹ cái đất nước bị lâm nguy dịch bệnh các cái quốc gia khác người ta lo à, à, đưa dân người ta về đồ cứu người dân đồ sao trợ cấp cho người dân lo cho người dân có ăn có uống đồ sức khỏe mẹ cái quốc gia gì Họ học tập theo tránh của bác ngành y học tập theo của bác mẹ ngành y nó làm ba cái kích tết tầm bậy tầm bạ rồi về bốc lột đồng bào chết mẹ luôn rồi hô tưởng bay vô tâm dịch cứu đồng bào về đồ ngạo nghễ quá việt nam ơi đồ mẹ nghe thấy ghê lắm chụp được mấy tấm hình đồ đưa máy bay việt nam airlines đồ bay qua trung quốc đồ ha chở người đồ về ghê lắm mình không ai để ai phía sau hết đồ bây giờ nó để phía trước nó lấy một đống tiền luôn Ủa bây giờ lòi ra 17, 18 triệu đô la chuyến bay giải cứu từ thằng đại sứ quán nhật bổn đến đại sứ quán mã lai cho đến thằng à, vụ gì người nước ngoài thằng đại sứ mỹ đó là mấy đại sứ việt cộng ăn tùm lum hết ăn cục trưởng cục sức nhập cảnh ông mẹ nó dứt người ta người ta từ nước ngoài người ta muốn về tổ quốc phải không đón về không có làm khó họ phải dứt một người bảy tám chín ngàn đô 10 ngàn đô chín bay giải cứu giải cứu đó quý vị coi giải cứu nó thương đồng bào lắm à, tấm lòng bao la lắm Trời, đất nước ta là một giang sơn tổ quốc ta đồ Luôn luôn lắng nghe hơi thở của Kiều Bào Đồ ghê lắm Một phần người Việt Nam ở nước ngoài làm khúc ruột ngàn dặm của tổ quốc đồ Ô, Đến lúc về Việt Nam tới tân bay sân chơi nhất Em gì về bẻ cổ người ta Không có 500 đô cho mày đứng đó luôn Vậy là làm sao lúc nào thằng nào cũng ra đấy, học tập theo tấm gương của bác phát huy cái tinh thần đấy, vận dụng tư tưởng bác hồ trong quản lý hàng chiến, ôi mày hành là chính luôn, rồi tùm lum hết rồi xe cộ mẹ đăng kiểm cái gì, thằng nào nấy lồi ra tầm bậy tầm bạ cả một cái đống luôn, rồi ba cái thiết bị y tế mua về ăn trên ăn dưới, ôi mẹ nào hệ thống cấp nước cắt cổ người ta bẻ ra, rồi bây giờ đẻ ra cái hãng hàng không quốc gia việt nam bữa nay lỗ bốn trăm ba triệu ba bốn trăm ba triệu đô la bắt dân lấy tiền của dân bù vô gọi thằng nào cũng đạt thành thiết cao hết đến cái thằng mà được đại quân chương hồ chí minh ấy, bộ trưởng bộ truyền thông thông tin đồng chí nguyễn bách sơn đồng chí trương minh tuấn mày dứt một cái nó bán một cái lấy 3 triệu đô bỏ túi nói không à bây giờ quý vị thấy từ trên xuống dưới bây giờ tôi hỏi vị quan chức cỡ như ông dương đình huệ cỡ như ông tô lâm tôi lâm lương nhiêu lương hai chục triệu à đó con con gái mới học bên ăn lê á rồi mới kiếm ra được cái facebook đăng cái hình lên một cái xóa facebook liền luôn đi học một năm bao nhiêu mẹ lương 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 ông già hai triệu thằng con đi học ở bên đó một năm ba trăm ngàn đô hai trăm ngàn đô ở đâu ra mày có tiền mày tính đi tiên truyền thôi cái đó là cái hạt quả tiên truyền bây giờ là sao bây giờ tiếp tay cho trung cộng để giữ cái ghế đó ăn ngon quá đâu có phải gì tổ quốc gì đồng bào con khỉ đâu thằng nào cũng học tập theo tấm gương đạo đức hồ chí minh hồ chí minh vậy hả ờ à, tức đạo đức hồ chí minh làng gì đó đó tôi đưa lên cho vị thấy, thấy đánh cháo khái niệm cái lòng khi mà một cái quốc gia Khi mà người dân lên tiếng phê phán chính quyền Người ta nói là ta muốn Xây dựng cái đất nước Người ta đóng góp cái ý kiến Ông nó đâu có chịu đâu Đó là một vài cái bình luận của bi nói như vậy Và quý vị sẽ biết là Ông Nguyễn Phú Trọng là cái người tiếp tay Cho cái đường lối của Tập Cận Bình Ở trong đó đó Và triệt tiêu những cái gì mà còn sót lại Cái sự chống đối Trung Cộng Ở trong đất nước Việt Nam Đó thì tôi đưa lên cho quý vị thấy Rồi trước